Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9h10 của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là một số tin tức nổi bật trong nước và quốc tế. Theo thông cáo đặc biệt ngày hôm qua của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu, từ trần hồi 2 giờ 52 phút ngày 7 tháng 8 năm 2020, tức ngày 18 tháng 6 năm canh tí, tại nhà riêng Hưởng Thọ, 89 tuổi. Để tỏ lòng tưởng nhớ, Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu với nghi thức quốc tang. Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thành Tông Hà Nội, bắt đầu từ 8 giờ ngày 14 tháng 8 đến 12 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2020. Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thành Tông Hà Nội. Lễ an táng lúc 14 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội. Cùng thời gian này, tại hội trường thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu. Trong hai ngày quốc tang ngày 14 tháng 8 và ngày 15 tháng 8 năm 2020, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Ngày hôm qua Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng theo hình thức đối tác công tư. Theo phê duyệt, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 115 km, trong đó trên địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 52 km, đi qua huyện Văn Lãng, huyện Tràng Định và trên địa phận tỉnh Cao Bằng khoảng 63 km, đi qua huyện Thạch An, huyện Quảng Hòa, huyện Phục Hòa và huyện Quảng Uyên Cũ, huyện Trùng Khánh, huyện Trà Lĩnh Cũ, huyện Hòa An và thành phố Cao Bằng. Tuyến nối đường cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh vào thành phố Cao Bằng có chiều dài khoảng 15,5 km đi qua các huyện Quảng Hòa, huyện Quảng Uyên Cũ, huyện Hòa An và thành phố Cao Bằng. Điểm đầu tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng kết nối vào đoạn nối cao tốc Hữu Nghị, Chi Lăng với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam tỉnh Lạng Sơn. Điểm cuối tại nút đường vào khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh và quốc lộ 34 thuộc khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng quy mô dự án là đường ô tô theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Đây là dự án nhóm A với tổng mức đầu tư dự kiến là 20.939 tỷ đồng được triển khai trong hai giai đoạn. Sau hai ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cả nước có 18 cán bộ coi thi vi phạm quy chế, trong đó có việc ký nhầm, phát để chậm, khiến thí sinh phải thi lại. Đây là thông tin được phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Trinh, cục trưởng cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại cuộc họp báo chiều qua. Theo Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, 18 cán bộ coi thi này đã không đảm bảo được đầy đủ giờ làm bài cụ thể của các thí sinh. Đó là trường hợp trong giờ thi ngữ văn ở một phòng thi của Hội đồng thi của tỉnh Bắc Ninh. Giám thị ký nhầm vào ô chấm thi, sau đó yêu cầu thí sinh ký lại. Làm chậm giờ làm bài của các em. Ở môn địa lý, 7 phòng thi ở Hội đồng thi tỉnh Điện Biên đã phát đề chậm làm chậm giờ làm bài của thí sinh mất 5 phút. Tại Bình Phước, một thí sinh tưởng là mình được miễn thi, trong khi giám thị không kiểm tra lại thông tin trong khi thực tế em không được miễn thi vì chỉ đạt thành tích học sinh giỏi cấp trường. Để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thi lại cho khoảng 190 thí sinh tại 9 phòng thi bằng đề thi dự phòng vào sáng nay. Cũng theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi năm nay có 38 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật, giảm so với con số 71 thí sinh vi phạm quy chế của năm 2019. Sáng nay, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới, đây là buổi sáng thứ hai liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Đến nay Việt Nam có 847 ca nhiễm Covid-19, trong đó 318 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay ghi nhận 389 ca. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, có 165.983 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta. Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 399 trên 847 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 47,1% tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước. Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Trong số các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, hiện Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có số lượng bệnh nhân nhiều nhất với 57 trường hợp. Trong số các bệnh nhân còn lại, hiện có 45 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 389 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19. Tối qua đã có thêm một trường hợp tử vong, vì nguyên nhân viêm phổi nặng do COVID-19, biến chứng suy hô hấp nặng, tắc động mạch phổi trên bệnh nhân ung thư thận, di căn bằng quang và phổi, suy thận mãn tính, đài tháo đường tuyếp 2. Như vậy, tổng số bệnh nhân tử vong đến nay là 15 người. Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đã lên tới hơn 20,2 triệu người, đánh dấu một sự lây lan chóng mặt của đại dịch nghiêm trọng này, trong đó có trên 737.800 ca tử vong và hơn 13 triệu ca phục hồi. Đáng lưu ý là khoảng thời gian để số ca nhiễm tăng thêm 10 triệu người đã rút ngắn đi rất nhiều, từ chỗ mất 6 tháng kể từ ca nhiễm đầu tiên được phát hiện thế giới mới ghi nhận 10 triệu ca mắc COVID-19. Đến nay, chỉ sau chưa đầy một tháng rưỡi, toàn cầu đã tăng thêm 10 triệu ca. Như vậy, tốc độ lây lan hiện nay đã tăng gấp 4 lần. Mỹ, Brazil và Ấn Độ vẫn là những điểm nóng về dịch COVID-19. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với hơn 5,2 triệu ca mắc bệnh, và hơn 166.000 ca tử vong. Trong một tháng trở lại đây, gần như ngày nào Mỹ cũng ghi nhận khoảng 54.000 ca nhiễm mới, có những ngày cao điểm con số này còn lên tới 70.000 ca. Ấn Độ đang là trọng điểm số 1 của châu Á về cả số ca nhiễm và số ca tử vong do Covid-19. Hiện quốc gia Nam Á này ghi nhận hơn 2,2 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 45.300 ca tử vong. Tại châu Âu sau một thời gian dịch có dấu hiệu tạm lắng thì nay lại đang tăng trở lại ở một số nước như Tây Ban Nha, Pháp, với số người nhiễm lần lượt là trên 370.000 ca và trên 202.700 ca. Theo lực lượng an ninh biển Nhật Bản, từ đầu tháng 8 năm 2016 đến nay, đã có khoảng 200 đến 300 ngư thuyền của Trung Quốc xâm nhập Senkaku, Điếu Ngư. Từ đầu năm nay, Nhật Bản cho rằng Trung Quốc gia tăng mạnh mẽ hoạt động phái ngư thuyền, tàu hải cảnh, xâm nhập khu vực quần đảo, Senkaku, Điếu Ngư. Đây là hành vi trái pháp luật và xâm phạm lãnh thổ Nhật Bản, do đó Nhật Bản sẽ kiên trì hành động bảo vệ chủ quyền. Theo chính phủ Nhật Bản, Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở khu vực biển Hoa Đông trong vòng 3 tháng kể từ trung tuần tháng 5 và sẽ bãi bỏ lệnh cấm này trong trung tuần tháng 8 này. Thông tin dự kiến sẽ được công bố vào ngày 16 tháng 8 tới. Nhật Bản cho rằng, theo Hiệp định Nghề cá Nhật Trung, thì khu vực Trung Quốc cấm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Vì vậy, việc ngư thuyền của Trung Quốc đánh bắt cá khu vực này là vi phạm pháp luật. Chỉ trong 4 ngày gần đây đã có 28 tàu của chính quyền Trung Quốc xâm nhập nếu tính cả trước đó có tới 72 tàu. Sau đây sẽ là một số tin tức trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 10 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng theo hình thức đối tác công tư. Mục tiêu đầu tư dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế chính trị với các tỉnh miền núi phía Đông Bắc, các khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, khu công nghiệp phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tạo ra một tuyến cao tốc đối ngoại huyết mạch mới, kết nối giao thương hàng hóa từ cảng quốc tế Lạch huyện Hải Phòng đi Trùng Khánh, Urumqi, Trung Quốc, Khorgot, Kazakhstan sang các nước châu Âu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng. Thay đổi tình trạng quốc lộ 4A là đường độc đạo nối giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 115 km, trong đó trên địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 52 km và trên địa phận tỉnh Cao Bằng khoảng 63 km. Tuyến nối đường cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh vào thành phố Cao Bằng có chiều dài khoảng 15,5 km điểm đầu tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng kết nối vào đoạn nối cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam, tỉnh Lạng Sơn. Điểm cuối tại nút giao đường vào khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh và quốc lộ 34 thuộc khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 20.939 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 12.546 tỷ đồng, giai đoạn 2 8.393 tỷ đồng. Loại cấp công trình đường ô tô theo tiêu chuẩn đường cao tốc, tốc độ thiết kế 80 km/h, đối với đoạn địa hình khó khăn cho phép thiết kế với vận tốc 60 km/h. Thời gian thực hiện năm 2020-2024. Giai đoạn 2 thực hiện sau năm 2025. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ Tài chính, Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan cân đối bố trí vốn ngân sách nhà nước cho dự án và kiểm tra giám sát việc thực hiện quyết định này, báo cáo thủ tướng chính phủ theo quy định của pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, cao bằng, lạng sơn và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai dự án. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh cao bằng đã diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế. Năm nay toàn tỉnh có trên 4.600 thí sinh tham gia dự thi, kết thúc hai ngày thi có 63 thí sinh vắng mặt theo quy chế thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, không tổ chức khai mạc, thí sinh không tập trung đông ở sân trường mà các em đi thẳng lên phòng thi. Tại cổng ra vào các điểm thi, bố trí nhân viên y tế thực hiện công tác đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Các thí sinh dự thi cũng thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang đến điểm thi. Trong thời gian ở tại điểm thi, bước vào phòng thi để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Các lực lượng công an bảo vệ đã có mặt và liên tục đi kiểm soát xung quanh khu vực thi. Bên ngoài khu vực thi, lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi chuẩn bị nước uống, đồ dùng học tập, nước rửa tay, khẩu trang y tế để phát miễn phí cho thí sinh. Theo ghi nhận, trong hai ngày thi, các quy định về phòng dịch COVID-19 tại những điểm thi tiếp tục được thực hiện nghiêm ngặt. Toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ ở trường thi, thí sinh trước khi vào phòng thi phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, thực hiện giãn cách theo đúng quy định. Công tác đảm bảo an ninh an toàn giao thông được tăng cường, các hoạt động tiếp sức mùa thi của thanh niên tình nguyện, sự vào cuộc của các sở ngành địa phương đã tạo môi trường thoải mái, tâm thế yên tâm cho thí sinh và người nhà. Kết thúc các môn thi, các thí sinh đã rời khỏi phòng thi tâm trạng khá thoải mái. Theo đánh giá, nhìn chung đề thi năm nay sát với chương trình học và ôn tập, nhiều thí sinh phấn khởi vì làm tốt bài thi. Sáng ngày 10 tháng 8, xã Chu Trinh thành phố phát động đợt thi đua 90 ngày cao điểm xã Chu Trinh xây dựng nông thôn mới về đích năm 2020. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, xã Chu Trinh đã tích cực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt kết quả thiết thực, bộ mặt nông thôn ngày một khang trang sạch đẹp, kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế giáo dục được quan tâm đầu tư nâng cấp, sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục phát triển. Trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao cho nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Đến nay, xã đã đạt 14 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới với khẩu hiệu Nhân dân và cán bộ xã Chu Trinh phát huy nội lực, đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm 90 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới về đích năm 2020 Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, chính quyền xã đã quán triệt phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn, công chức xã và trưởng xóm. Nỗ lực cố gắng quyết tâm tập trung toàn lực hoàn thành các nội dung, các tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới, bao gồm tiêu chí số 5 trường học, tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 9 nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 thu nhập, tiêu chí số 19 quốc phòng an ninh. Tại lễ phát động Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, trưởng xóm và đại diện nhân dân xã Chu Trinh đã ký cam kết quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên thanh niên của xã đã tổ chức tuyên truyền cổ động dọc tuyến quốc lộ 4, tạo không khí thi đua sôi nổi quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa xã Chu Trinh về đích nông thôn mới năm 2020. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.